Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm câu này. Đối với câu này thì các bạn thấy là có giới từ nào? Ở đây thì chúng ta có từ at least. Nhưng mà at least cho này nó là bổ nghĩa. Nó hầu như như trong chỗ này nó không phải là một giới từ mà gần như là một trạng từ thôi. At least một some vài cái gì đó, ít nhất cái gì đó. Thì cho chỗ này nó làm chủ ngữ. Nào, đây này các bạn này, S cộng với verb. Rồi sau đó là cộng với mệnh đề danh từ với that. Và sau that là một S cộng verb O. Từ từ at least cho đến đây này nó chỉ làm chủ ngữ của mệnh đề danh từ, chủ ngữ của mệnh đề danh từ đó, đây nó chỉ làm chủ ngữ đây này. Rồi thì đối với cái này thì chúng ta không nên gạch cái chỗ đấy, mà chỗ này chúng ta chỉ bỏ cái chỗ này thôi, từ này đến ra rồi từ ợp này cho đến hết, tại vì toàn bộ nó là cấu trúc xong. Nào bây giờ chúng ta xác định động từ, thì bây giờ các bạn thấy là đây là động từ này, đây động từ này, từ y động từ này và từ have động từ. Sau dấu phẩy này thì các bạn coi như là một, chính là một s cộng verb o rồi, đúng nhỉ? Thì toàn bộ đây nó chính là tân ngữ của cái verb này. Vì thế nên sợ đằng trước dấu phẩy đang là gạch, vậy chúng ta xem nó là cấu trúc nào trong năm cấu trúc cứng. Thì đây chính là cấu trúc 3 trong năm cấu trúc cứng. Nó thiếu gì? Thiếu mệnh đề tính từ giản lược, trạng từ, mệnh đề trạng từ. Khi các bạn thấy thiếu cái đấy rồi thì các bạn mới phân tích cái vế còn lại. Thì cái vế còn lại đang là gạch rồi sau đó S cộng verb O. Nếu thế thì chúng ta loại mệnh đề tính từ giản lược, trạng từ, vậy chỉ còn mệnh đề trạng từ thôi. Nếu mà mệnh đề trạng từ thì thiếu, thiếu sub. Nào ra thở không phải là sub. Despite giới từ. Nào while chính là sub của mệnh đề danh từ, nếu sai chỉ còn phương án C. Although thì nó chính là sub của mệnh đề trạng từ. Xin chào các bạn.